Trung Quốc triệu đại sứ Hàn Quốc. Trung Quốc đã triệu đại sứ Hàn Quốc sau khi Seoul có động thái tương tự để phản đối bình luận từ đại sứ của Bắc Kinh. Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Nông Dung ngày 10 tháng 6 triệu đại sứ Hàn Quốc Chung Jia-eho để phản đối sự chỉ trích từ Seoul với các bình luận của đại sứ Hình Hải Minh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm nay. Ông Nông bày tỏ quan ngại sâu sắc và không hài lòng vì Seoul có phản ứng không phù hợp. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Nông đã giải thích lập trường của Trung Quốc trong quan hệ với Hàn Quốc, cho biết nhiệm vụ của ông Hình là gặp gỡ quan chức thuộc các nhóm khác nhau ở quốc gia sở tại để thúc đẩy hiểu biết và tạo điều kiện hợp tác. Ông Nông cũng đề nghị Hàn Quốc suy xét xem vấn đề nằm ở đâu trong quan hệ song phương, tôn trọng tuyên bố chung thông qua khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao và phối hợp với Trung Quốc để phát triển quan hệ ổn định, vững chắc. Giới chức Hàn Quốc chưa bình luận về thông tin. Động thái diễn ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chang Ho-jin ngày 9 tháng 6 triệu ông Hình để cảnh báo nghiêm khắc với những bình luận, phi lý và khiêu khích của đại sứ Trung Quốc. Trước đó, tại cuộc gặp tối ngày 8 tháng 6 với lãnh đạo đảng Dân Chủ đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung, ông Hình cảnh báo Hàn Quốc có thể đang cược sai khi ủng hộ Mỹ, đồng thời kêu gọi Seoul cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Theo ông Chang, bình luận của ông Hình dường như đã vi phạm Công ước Viên Na, quy định về sứ mệnh thúc đẩy quan hệ hữu nghị của các phái đoàn ngoại giao và có thể được coi là can thiệp vào vấn đề nội bộ Hàn Quốc. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cũng chỉ trích ông Hình đã đi quá xa. Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đang cố duy trì cân bằng trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng tăng nhiệt. Mỹ là đồng minh an ninh chính của Hàn Quốc, trong khi Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Seoul. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối năm 2022 gặp Tổng thống Yoon, kêu gọi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao và cùng phối hợp để duy trì một hệ thống thương mại tự do toàn cầu, giúp đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, ông Yoon gần đây thể hiện ủng hộ lời kêu gọi từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về tái cấu trúc các chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ động thái này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.